Những buổi giáo dục truyền thống như thế này đã trở thành hoạt động thường xuyên của cán bộ chiến sĩ quân đoàn 2. Đặc biệt trong những ngày tháng 4 lịch sử, hoạt động này càng thêm ý nghĩa để cùng nhau ôn lại những năm tháng hào hùng của chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1915, chiến thắng đại diện cho bản lĩnh, trí tuệ của quân dân Việt Nam, trong đó có phần công lao không nhỏ của cán bộ chiến sĩ quân đoàn 2. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1915, một phần lực lượng của quân đoàn 2 đã tham gia chiến dịch Tây Nguyên, cùng các đơn vị bạn tiêu diệt sư đoàn 23 Ngụy, giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột, tạo đột biến mang ý nghĩa chiến lược. Cùng thời điểm đó, quân đoàn phối hợp các lực lượng tại chỗ mở chiến dịch tiến công giải phóng Huế, Đà Nẵng, tiếp tục thần tốc đánh địch mà đi, mở đường mà tiến, giải phóng hoàn toàn các tỉnh đồng bằng duyên hải miền Trung, mở toang cánh cửa thép bảo vệ Sài Gòn. Xe tăng của quân đoàn hùng dũng xông lên, húc đổ cổng sắt, đánh chiếm Dinh Độc Lập, bắt nội các ngụy quyền Sài Gòn, buộc chúng phải đầu hàng vô điều kiện. Đây là mô hình của hai chiếc xe tăng 843 và 390 đã tiến vào Dinh Độc Lập, được trưng bày trang trọng tại khuôn viên của Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 203, quân đoàn 2, như một sự nhắc nhớ về chiến công hào hùng của các thế hệ đi trước. Truyền thống anh hùng luôn là niềm tự hào, cổ vũ, động viên cán bộ chiến sĩ hôm nay cống hiến tài năng, trí tuệ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Rất vinh dự cho tôi được học tập và rèn luyện tại Lữ đoàn xe tăng 203 anh hùng, một đơn vị có bề dày về truyền thống. Đó là một niềm tự hào, nguồn cổ vũ, động viên tinh thần to lớn đối với bản thân tôi. Từ đó tôi luôn phải xác định, tích cực học tập, khắc phục mọi khó khăn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của đơn vị, xứng danh với truyền thống của Lữ đoàn xe tăng 203 anh hùng. Nhiều năm qua, Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 203 đã tổ chức huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm quân số, nội dung và thời gian huấn luyện. Kết quả huấn luyện năm 2020 đối với huấn luyện chuyên ngành xe tăng, 100% các khoa mục đạt yêu cầu, có 86,7% khá giỏi. Tổ chức các bài lái, bắn trên xe tăng đều đạt giỏi, đồng thời tăng cường các nội dung huấn luyện thực hành và huấn luyện đêm, tổ chức các đợt diễn tập bắn đạn thật đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Bên cạnh đó, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn luôn nâng cao ý thức phấn đấu, rèn luyện, tiếp nối truyền thống của đơn vị đã ra quân là đánh thắng. Phát huy cái truyền thống của đơn vị anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ cũng như trong thời kỳ đổi mới thì lữ đoàn chúng tôi tăng cường công tác giáo dục, xây dựng mối đoàn kết giữa cán bộ chiến sĩ, khắc phục khó khăn trong huấn luyện để các đơn vị huấn luyện đạt kết quả cao. Chiến thắng của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, ngoài sự đóng góp không nhỏ của Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 203, còn có sự chung sức của Lữ đoàn Pháo binh 164, quân đoàn 2. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Lữ đoàn được vinh dự mở màn chiến dịch tổng công kích vào nội đô Sài Gòn, trút bão lửa xuống sân bay Tân Sơn Nhất, cắt đứt sự tháo chạy bằng đường không của Mỹ Ngụy, báo hiệu sự sụp đổ của chế độ ngụy quyền tay sai của đế quốc Mỹ, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm và những chiến công của lớp lớp các thế hệ cán bộ chiến sĩ lữ đoàn đã xây đắp nền truyền thống vẻ vang, kiên cường, tự lực, đánh giỏi, bắn trúng của Lữ đoàn Pháo binh 164. Với cái truyền thống hơn 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, thì Đảng ủy chí lữ đoàn luôn luôn là giáo dục cho tất cả các đối tượng là hiểu rõ cái truyền thống đó được xây đắp lên không những bằng mồ hôi công sức mà nó là xương máu của các thế hệ cán bộ chiến sĩ lữ đoàn qua các thời kỳ. Nhất là trong giai đoạn hiện nay thì Đảng ủy chí lữ đoàn đã phát huy tốt cái tinh thần trách nhiệm truyền thống của đơn vị, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Tiếp nối truyền thống của đơn vị, những năm qua, lữ đoàn thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời bình của đơn vị pháo binh chiến dịch, công tác huấn luyện được tiến hành thường xuyên, liên tục, triển khai nghiêm túc, đồng bộ và khoa học, phù hợp với cách đánh hiệp đồng binh chủng và trên các loại địa hình, thời tiết khác nhau. Kết quả kiểm tra năm 2020 của lữ đoàn, 100% các khoa mục đạt yêu cầu, trong đó trên 80% đạt khá giỏi, chuyên ngành pháo binh đạt giỏi.
Kết quả này là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, đồng lòng của cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 164. Vâng, để nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng thì năm 2021 thì đơn vị chúng tôi đã tích cực quán triệt nghiêm túc các cái mệnh lệnh, chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy các cấp, các văn bản hướng dẫn của cấp trên, xây dựng các cái kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, xác định huấn luyện là một trong những khâu đột phá để tập trung chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện. 46 năm đã trôi qua, nhưng những ký ức hào hùng của ngày toàn thắng 30 tháng 4 năm 1975 vẫn còn khắc sâu trong tâm khảm mỗi người. Đầu đây như còn vang vọng những bước chân thần tốc của bộ đội chủ lực đang dầm dập tiến về giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những trang sử vẻ vang, hào hùng ấy đã tạo nên động lực thôi thúc lớp lớp cán bộ, chiến sĩ quân đoàn 2 hôm nay thần tốc, táo bạo, quyết thắng, cùng nhau đoàn kết viết nên những thành tích mới trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.